Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đa Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có một tuần mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Xin mời các bạn nghe truyện Nghe Nói Anh Đế Có Hậu Trường, chương 12. Cố Thư An bất lực nhìn Dung Trạm, lại hung ác Trần Lương Thiệu cùng Giang Hàm, cuối cùng đành thở dài lắc đầu, ý nói không cần để ý hai người bọn họ. Tôi còn cho rằng anh muốn kêu tôi đi giết người chứ. Ngồi trong thư phòng nghe Giang Hàm mặt mũi lạnh tanh nói một câu như vậy, ngậm trà của Cố Thư An đang ngậm trong miệng, xém chút nữa phun ra ngoài. Hắn đem văn kiện trong tay đưa cho Giang Hàm. Tôi không có kêu cậu đi giết người, nhưng dù sao chuyện này cũng có tính nguy hiểm nhất định. Nếu làm tốt, sau này cậu sẽ có hậu đài cực kỳ vững chắc. Còn nếu như làm không tốt, rất có thể sẽ mất mạng. Giang Hàm thầm thở phào một hơi, cầm văn kiện lên xem qua. Sau đó nhìn Cố Thư An gật đầu, biểu thị đồng ý. Mà lúc này Lương Thiệu cùng Dung Trạm đang ngồi trong phòng khách, bầu không khí lúng túng cùng cực. Lương Thiệu nhiệt tình tiến lại gần Dung Trạm, xâm xe tự giới thiệu. Trạm ca, em là Lương Thiệu. Ừ, Dung Trạm. Dung Trạm nhìn hắn một cái, lại quay đầu tiếp tục xem tivi. Lương Thiệu xấu hổ gãi gãi sau đầu. Không ngờ là người mà Cố Thiếu thích lại lạnh lùng khó gần như vậy. Hai người này bình thường suốt cuộc ở bên nhau như thế nào vậy? Mặc dù hắn sớm biết tính cách của Dung Trạm, nhưng khi thật sự đối mặt, vẫn có chút bối rối. Đã qua rất lâu, Giang Hàm vẫn chưa từ thư phòng đi ra. Lương Thiệu ở trên sofa đứng ngồi không yên, lo lắng Cố Thư An trong đó sẽ làm ra chuyện gì bất lợi với Giang Hàm. Dung Trạm cuối cùng đem ánh mắt rời khỏi tivi lần nữa, nhìn Lương Thiệu ở trên ghế cọ qua cọ lại, đến sắp bắn ra tia lửa, y không mặn không nhạt mà nói một câu. Cậu ta không sao? Câu nói nhàn nhạt vô cảm lại như một liều an thần, khiến cho Lương Thiệu đang bất an nhấp nhộm không yên, cũng mang theo an tĩnh lại một chút. Lương Thiệu hoài nghi nhìn Dung Trạm mà không cảm xúc tiếp tục xem tivi, âm thầm đánh giá góc nghiêng nhu hòa của y. Đúng lúc này, thư phòng trên lầu bật mở phát ra một tiếng cạch. Lương Thiệu cơ hồ muốn nhảy khỏi ghế. Hắn vội ngước lên, thấy Giang Hàm cùng Cố Thư An đi xuống. Lương Thiệu nhìn ra trên mặt của Giang Hàm mang theo vài phần ý cười, trái tim lúc này mới yên ổn lại. Trời đã rất khuya, Dung Trạm sau khi tiễn hai người Giang Hàm với Lương Thiệu liền vội vàng đi tắm, Cố Thư An lẹo đẹo theo đuôi của y. Khi bước đến cửa phòng tắm, Dung Trạm đột ngột dừng lại, Cố Thư An suýt nữa thì tông phải y. Dung Trạm quay đầu hỏi, anh theo em làm cái gì? Tắm. Cố Thư An lộ ra vẻ không vui. Anh trước. Dung Trạm dịch sang một bên, cho hắn có đường đi. Cố Thư An cười trộm ghé sát gần y. Cùng nhau đi. Ánh mắt của Dung Trạm liếc nhìn nụ cười tà tà ở trên mặt của Cố Thư An, lại quét qua hạ bộ của hắn, quả nhiên là đang cương. Dung Trạm bất lực đỡ trán. Không phải anh cứ như thế này, từ lúc ăn cơm cho tới bây giờ đó chứ. Cố Thư An đột nhiên nhô ra biểu tình đứng đắn, nghiêm túc trả lời. Không phải, lúc thấy em giống như vợ hèn đứng ở trước cửa tiễn bọn họ, anh mới cứng lên. Anh không đi làm trai bao, có phải là hơi lãng phí không? Ánh mắt sắc bén của Dung Trạm lại quét qua hạ thân của hắn một cái. Cố Thư An kiêu ngạo ưỡn ngực, người anh em nửa thân dưới lại lớn thêm một vòng, tự cao tự đại đáp. Lãng phí tinh dịch, cút ra ngoài. Cuối cùng, phòng tắm lớn vẫn là hai người cùng nhau chen chúc. Vậy hai người đó là người yêu sao? Dung Trạm nỗ lực, nắm chặt thành bồn muốn ngồi vững. Cố Thư An ngồi phía sau cẩn thận kỳ lưng cho y. Không biết là loại quan hệ nào, nhưng xem ra có lẽ là người yêu thật. Cố Thư An thỏa mãn nuốt nuốt miếng, cầm lấy vòi sen lên thử độ ấm của nước, sau đó nhẹ nhàng phun lên người Dung Trạm. Vậy sau này hai người bọn họ phải làm sao? Sau này, em cảm thấy hai người bọn họ yêu nhau như vậy, sau này còn muốn làm mấy cái việc nguy hiểm như vậy nữa sao? Cố Thư An hỏi ngược lại. Hắn tiện tay cầm lấy khăn lông bên cạnh lên giúp Dung Trạm lau tóc. Dung Trạm không nhúc nhích để cho Cố Thư An phục vụ mình. Thời gian chậm rãi trôi đi, chớp mắt đã đến mùa xuân. Bộ phim của Dung Trạm sau khi được công chiếu liền bị Vệ Thanh cầm đi mang bình chọn. Một tháng qua đi, cuối cùng cũng có tin về. Không ngoài dự đoán, Dung Trạm nằm trong danh sách được đề cử cho giải nam diễn viên xuất sắc của giải Kim Ưng. Cố Thư An sẽ đặc biệt chuẩn bị cho lễ trao giải ngày hôm đó. Hắn biết giải thưởng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Dung Trạm. Hắn không muốn vào thời khắc quan trọng này của Dung Trạm lại xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Một chiếc siêu xe thu hút ánh nhìn dừng ngay trước cổng nơi trao giải. Dung Trạm từ bên trên bước xuống. Hôm nay y mặc một bộ tây trang màu bạc, thời thượng đẹp mắt, bỏ xuống phong cách ăn mặc đã cũ trước kia. Hôm nay Dung Trạm ăn mặc cực kỳ phù hợp với độ tuổi của mình, vừa tràn trề sức sống, vừa trầm ổn đạm nhiên. Một người ưu nhã bước lên thảm đỏ, dưới ánh đèn và ánh sáng của máy ảnh chớp nháy liên tục, Dung Trạm cười nhẹ chào hỏi phóng viên, sau đó chậm rãi đi vào đại sảnh tổ chức tiệc tối. Cố Tư An kéo cửa sổ lên, lái xe vào bãi đỗ, sau đó từ cửa sau đi tới hậu trường của buổi tiệc. Dung Trạm một mình ngồi trên ghế, bên cạnh là một nữ minh tinh mới nổi, một bên khác lại là đạo diễn của Người Qua Đường. Vị minh tinh kia rất thích Dung Trạm, không ngừng ghé sát vào y, khơi gợi đề tài trò chuyện. Giải Kim Ưng được xem là giải thưởng có lực ảnh hưởng nhất ở trong nước. Đêm trao giải hội tụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Có người nói đùa, đêm nay gần một nửa giới giải trí đều tập trung về đây luôn rồi. Dung Trạm vốn dĩ không phải là người thích nói chuyện phím. Lúc trước cũng có không ít người lân la đến gợi chuyện, nhưng tự biết khó mà lui. Còn vị nữ minh tinh cái bên này giống như xem không hiểu sắc mặt khó coi của Dung Trạm, liên tục nói không ngừng nghỉ, nhiệt tình đến mức khiến cho người ta khó lòng tiếp thu. Lễ trao giải thưởng cuối cùng cũng bắt đầu. Đầu tiên, một nhóm nhạc tiểu thịt tươi mới nổi trong nước sẽ lên trình diễn một ca khúc thịnh hành gần đây, kéo không khí của buổi lễ lên đến cao trào. Rốt cuộc thì nữ minh tinh kế bên cũng không nói chuyện nữa, chuyên tâm nhìn biểu diễn trên sân khấu, kích động không thôi. Dung Trạm vô ý liếc nhìn nữ minh tinh một cái, lại nhìn nhóm ca sĩ đang dốc sức biểu diễn trên sân khấu, cuối cùng tầm nhìn rơi trở về điện thoại trong tay. Nam nữ MC đang thao thao bất tuyệt trên sân khấu, Dung Trạm lại cảm thấy có chút nhàn chán, cúi đầu nghĩ vẩn vơ. Cố Thế An có biết hôm nay là đêm trao giải hay không? Hắn đang xem truyền hình trực tiếp sao? Không rõ tại sao, ngay lúc này y nhớ hắn vô cùng. Chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhung một người đến như vậy. Mà điện thoại trong tay giống như cảm ứng được tâm trạng của y, đột nhiên vang lên âm báo của tin nhắn. Dung Trạm vô thức mở ra xem, là tin nhắn của Cố Thế An gửi đến. Nghiêm túc chút coi. Dung Trạm nghi hoặc mà nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng của hắn ở đâu, lại cao mày nhìn vào điện thoại. Nhanh chóng gõ vào khung chat mấy chữ, sau đó bấm gửi đi. Cố Thế An đang ngồi trong một góc cực kỳ ít thu hút mà xem điện thoại. Nhìn thấy mấy chữ Dung Trạm gửi, khóe môi của y vô thức câu lên một nụ cười. Cười khó coi như vậy. Phong Tu Văn cũng với tư cách là nhà đầu tư ngồi ghế cạnh hắn, cười chăm chọc. Cố Thế An lạnh nhạt liếc hắn một cái, gọi nhanh mấy chữ gửi đi. Sau khi kết thúc, đợi anh. Gọi xong lại quay sang Phong Tu Văn nói. Tôi tưởng Phong đại thiếu gia trước giờ không ăn khói lửa nhân gian chứ, sao lại đến nơi này? Dung Trạm rất hợp khẩu vị của tôi. Phong Tu Văn không để ý Cố Thế An, chỉ để đậy kính trên sống mũi. Hắn liếc nhìn Cố Thế An khẽ nhướng mày, mang theo ý khiêu khích. Cậu dám động vào người của tôi? Cố Thế An tức khắc sù lông, lại ý thức được đây là hiện trường buổi trao giải. Hắn đành nhỏ tiếng xuống, sắc mặt không tốt mà nhìn chằm chằm Phong Tu Văn. Đột nhiên Phong Tu Văn bật ra một nụ cười thập phần đẹp mắt, cố ý dán gần Cố Thiếu An, bên tai hắn khiêu khích. Tôi còn nhớ trước đây có kẻ cực kỳ tự đại nói, là người của cậu, cướp cũng không cướp được, hiện tại còn nhớ chứ? Tất nhiên, vốn dĩ là người của tôi, cả đời này đều là người của tôi. Chưa chắc. Phong Tu Văn hừ lạnh một tiếng, bước qua Cố Thiếu An đi về phía cánh gà. Không ngoài mong đợi của mọi người, giải nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Dung Trạm. Khi Dung Trạm lên đài nhận giải, trong lòng y hơi chột dạ. Không biết giải thưởng này là thật sự do khả năng diễn xuất của y giành về hay là do Cố Thế An âm thầm tác động nữa. Âm thầm tác động cũng được, tự mình giành lấy cũng được. Thời khắc này cầm giải thưởng trong tay, đối với y mà nói, dường như cũng không quan trọng như vậy nữa. Sau khi lần lượt cùng hai MC ôm chúc mừng, y đứng trước bục phát biểu, khẽ nuốt nước miếng, sau đó cất giọng nói. Hôm nay, tôi có thể đạt được giải thưởng này, tôi rất kích động. Suốt quãng đường trưởng thành này có các bạn bên cạnh, tôi quả thật may mắn vô cùng. Tại đây, tôi cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn đến một người. Ánh mắt của Dung Trạm sâu xa nhìn ống kính, dưới đáy mắt bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Đó chính là người đại diện của tôi. Cảm ơn cô ấy đã luôn bên cạnh tôi, bồi dưỡng tôi suốt thời gian qua.
Sau này tôi sẽ càng cố gắng hơn nữa, nhất định sẽ không có lỗi với giải thưởng này. Vừa quay người chuẩn bị đi xuống, Dung Trạm hơi ngây người. Một thân ảnh quen thuộc ngồi trong một góc ít người chú ý, ánh mắt sáng rực nhìn lên sân khấu. Trong lòng y thầm vui vẻ. Cố Thế An, đây là muốn tạo bất ngờ cho mình sao? Lễ trao giải cuối cùng cũng đã kết thúc. Rất nhanh, y liền nhận được điện thoại của Cố Thế An, nói đang đợi mình ở cửa sau. Khi Dung Trạm tới cửa, thấy một chiếc xe cao cấp đang đi tới phía mình. Y cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng đi đến cạnh xe, mở cửa ngồi vào trong. Đến khi sực tỉnh lại thì thấy chủ nhân của chiếc xe này không phải là Cố Thế An, mà là Phong đại thiếu gia Phong Tu Văn mà mình từng có duyên gặp gỡ hai lần. Dung Trạm lúc này mới ý thức được mình đã làm chuyện ngu sửng như thế nào. Xin lỗi, tôi lên nhầm xe. Đang tính mở cửa đi xuống, Phong Tu Văn đã khởi động xe, đi khỏi cửa sau. Cậu còn nợ tiền tôi. Phong Tu Văn vừa lái xe vừa nói. Anh vẫn chưa đi kết toán. Dung Trạm nghi hoặc nhìn hắn. Tôi chờ cậu đem tới. Phong Tư Văn cười. Đợi lát nữa, tôi đang có việc, phải xuống xe. Dung Trạm nhớ ra Cố Thế An, nói đợi mình ở cửa sau. Phong Tư Văn chỉ nói một câu. Phía sau có chó săn. Sau đó liền rẽ xe vào một con hẻm về ẩn thân. Cố Thế An lái xe vòng vòng mấy lần, mới tìm thấy Dung Trạm đang đứng dưới chân một cây cột đèn đường, ánh sáng mập mờ, một mình thất thần nhìn xa xăm. Dung Trạm đang mãi suy nghĩ về lời Phong Tu Văn nói khi nãy. Không chú ý xe của Cố Thế An đã lái tới bên cạnh. Cố Thế An hạ cửa sổ xe xuống, lại bấm thêm mấy hồi kèn. Y mới giật mình, hồi thần lại, leo lên xe. Cố Thế An cầm bó hoa hồng ở trên ghế phó lái. Đợi Dung Trạm ngồi vào, hắn đưa bó hoa hồng sâm banh thuần trắng tới trước mặt y. Chúc mừng đoạt giải. Cảm ơn. Dung Trạm khẽ ngửi, nhàn nhạt nói. Em sao lại ở đây? Cố Thế An kỳ quái hỏi. Hắn rõ ràng vẫn đứng cách cửa sau không xa, nhưng không hề thấy Dung Trạm đi ra. Lên nhầm xe. Hả? Lên nhầm xe ai? Âm thanh của Cố Thế An tăng lên 2 độ, cảm thấy giống như Dung Trạm vừa leo nhầm lên giường của kẻ khác. Trong lòng có một cái loại dự cảm không có tốt. Phong đại thiếu. Cái gì? Cố Thế An trong nháy mắt giẫm phanh xe, quay xe nhìn Dung Trạm từ trên xuống dưới. Sao em lại lên nhầm xe của hắn? Ngự khí kích động phẫn nộ cùng đố kỵ, giống như khi bắt kẻ thông dâm. Sao em lại lên giường của hắn? Dung Trạm hoài nghi nhìn Cố Thế An, không biết làm sao lại đột nhiên tức giận. Sau đó đạm nhiên giải thích. Không phải nói là lên nhầm xe rồi sao? Vậy sao không trực tiếp nhảy xuống, lại còn để hắn đưa đi xa như vậy? Hắn còn chưa có làm gì với em đó chứ? Cố Thế An hận không thể biến thành một cái máy quét, đem Dung Trạm soi kỹ từ trong ra ngoài một lượt. Dung Trạm lúc này mới hiểu Cố Thế An đang nghiêm túc, tâm tình lập tức rơi xuống đáy vực, ngữ khí lạnh lẽo. Từ lúc gọi điện thoại đến giờ, đến thời gian cởi quần cũng không đủ, có thể làm được cái gì chứ? Nếu như bị chó săn chụp được cảnh em từ trên xe của hắn bước xuống, đầu đề báo ngày mai còn không phải là tin Cố Thiếu Anh bị cấm sừng sao? Dung Trạm một hơi nói hết, bực bội quay mặt ra ngoài cửa xe mà nhìn cảnh đêm. Cố Thế An cũng nhận ra mình có hơi quá khích. Hắn liếc nhìn Dung Trạm đang tức giận, đột nhiên muốn cho mình 2 cái bạt tay. Điều tại câu nói ở dưới đài khi đó của Phong Tu Văn đã kích động hắn, khiến bản thân đố kỵ đến mất lý trí. Trong lòng lo sợ sẽ mất đi Dung Trạm nên mới nói ra những lời đó. Anh xin lỗi. Cố Thế An cúi thấp đầu, hắn đưa tay qua kéo y ôm vào trong lòng, lại bị Dung Trạm hất ra. Nhìn Dung Trạm cố chấp không thèm để ý tới hắn như vậy, trong lòng của Cố Thế An lại có chút ngọt ngào. Bình thường y quá mức cứng nhắc, thi thoảng nháo một chút lại khiến cho lòng người ngứa ngáy không yên. Dung Trạm, anh yêu em, quan tâm em, sợ sẽ mất đi em, cho nên đừng có giận anh nữa được không? Cố Thế An đột nhiên tháo đai an toàn chồm người qua, ở trên gương mặt quật cuồng của Dung Trạm ấn xuống một nụ hôn, khe khẽ nói. Dung Trạm vừa quay đầu lại vô tình đụng phải môi của Cố Thế An. Hắn thuận đà làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Hai người cuối cùng cũng tìm lại được lý trí. Cố Thế An mở miệng. Bây giờ đi chúc mừng em đoạt giải. Đi thôi vợ nhỏ. Lần này Dung Trạm cũng không mắng hắn nữa. Và tất cả lý trí của y đều trộn lẫn cùng cái câu nói anh yêu em vừa rồi của hắn. Không cách nào thoát ra được. Y vốn nghĩ hắn nói chúc mừng là hai người trở về nhà chúc mừng.
Không ngờ, hắn lại đưa mình đến nhà hàng của hộp đêm ở trong thành phố. May mà nơi này không có quá nhiều người, cũng không lo bị fan rượt đuổi. Dung Trạm nhìn người ở đây ăn mặc rất tùy tiện, lại nhìn một thân chính trang của mình, trong lòng nổi lên một chút quẩn bách. Em không biết chúng ta sẽ đến hộp đêm ăn tối, để em thay quần áo đã. Không sao hết Trạm ca, anh ăn mặc như vậy rất hấp dẫn, chỉ cần An ca thích, bọn em thế nào cũng được hết. Tôn Uy cười hình hờ trêu chọc. Nhất thời, vành tai của Dung Trạm càng đỏ hơn, y ngồi xuống bên cạnh của Vệ Thanh. Không hay đến sao? Vệ Thanh hiếu kỳ hỏi, cô không biết chút nào hết về đời sống cá nhân của Dung Trạm, bởi vì từ khi quen biết tới bây giờ, Dung Trạm vừa hết giờ làm việc thì lập tức về nhà, mà y cùng Cố Thiếu từ đầu đã ở bên nhau rồi. Ừ, Dung Trạm gật đầu. Không khí ở đây rất tốt, đồ ăn cũng không thua gì đầu bếp nổi tiếng làm đâu. Vệ Thanh lè lưỡi, trực tiếp gấp một con tôm lên bóc ăn. Cũng khá ngon. Dung Trạm nhìn Cố Tiếu An quen thuộc đi ra cùng phục vụ gọi món, trong lòng tràn đầy ấm áp. Cuối cùng Cố Tiếu An cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống bên cạnh Dung Trạm. Nhìn xung quanh còn có Vệ Thanh, Tôn Uy cùng hai phu phu Lương Thiệu gian hàng. Cố Tiếu An cũng không mời thêm ai khác nữa, hắn lo Dung Trạm sẽ cảm thấy không thoải mái, vì vậy hắn cũng chỉ mời vài người quen tới cùng nhau ăn mừng. Trạm ca, sao em lại cảm thấy lời phát biểu cảm nghĩ khi nhận dạy của anh á, có chút không đúng nhỉ? Tôn Uy trêu chọc nhìn Dung Trạm, tiện tay gắp một con sò vào bát của mình. Khó khăn lắm mới có một lần An ca hào phóng như vậy. Còn kêu mọi người có thể thoải mái nói chuyện, hắn tất nhiên sẽ đem tất cả những lời muốn nói ra hết. Chỗ nào không đúng? Dung Trạm hỏi ngược lại. Lúc anh nói cảm ơn một người, ánh mắt thẳng như vậy, không giống như dáng vẻ đang cảm ơn Vệ Thanh. Tôn Uy cười hề hề, ánh mắt làm như vô ý mà liếc qua Cố Thiếu An. Cậu đố kỵ Trạm ca nói cảm ơn tôi. Vệ Thanh cơ trí mà đáp lại. Cố Thiếu An bên kia còn hứng thú nhìn bọn họ, người qua kẻ lại. Lại nhìn Dung Trạm lúc đầu có chút lúng túng, sao chỉ đành cười trừ đối phó. Cố Thiếu An cảm thấy đây chính là điều thành công nhất của buổi tiệc khánh công này. Trạm ca, tôi cũng chưa từng thấy cậu uống rượu lần nào, hôm nay có thể uống một chút không? Vệ Thanh lên tiếng hỏi, cô thật sự rất muốn biết dáng vẻ sau khi say rượu của Dung Trạm có bao nhiêu nhuyễn manh. Thật sự muốn nhìn sao? Ngữ khí của Dung Trạm nhu hòa như gió xuân. Muốn. Vệ Thanh từ bộ não ra hình ảnh, ánh mắt của Dung Trạm khi say rượu mềm nhũn ra, manh manh ngã vào lòng của Cố Thiếu An làm nũng, lại không có phát giác ra sự khác thường trong ngữ điệu ôn hòa của y. Được thôi. Y gật đầu, sau đó nhìn tất cả mọi người, đang trưng ra một bộ mặt tràn đầy mong đợi, cuối cùng liếc tới Cố Thiếu An, khóe môi treo lên nụ cười đồng tình. Dung Trạm ưu nhã nâng cốc bia lên, coi đó như là một ly rượu vang đỏ đắt tiền. Mọi người cảm thán, giá trị nhan sắc cực kỳ bá đạo, chỉ uống một cốc bia thôi, cũng giống như là đang đóng phim thần tượng vậy. Dung Trạm đưa cốc bia lên tới bên miệng, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, y hướng tới cốc bia của Vệ Thanh. Vệ Thanh cũng chột dạ nâng cốc của mình lên kính lại y, không biết vì sao trong lòng luôn có một dự cảm không tốt. Dung Trạm thử thăm dò uống một hớp, đúng là không ra làm sao cả, chỉ là nhìn mọi người tràn ngập mong chờ. Dung Trạm cũng đành cứng rắn uống hết cốc bia. Mới đầu hơi men chưa có bốc lên, Dung Trạm còn biểu hiện rất bình thường, dần dần liền có chút không bình thường nữa. Lương Thiệu đang sôi nổi bừng bừng cùng Tôn Uy uống rượu, thì thấy Dung Trạm ôm lấy cổ của Vệ Thanh hôn xuống. Mà Cố Tổng của bọn hắn thì mặt mũi xanh lét, đang liều mạng kéo y ra. Nếu như không phải cái má đỏ bừng bất thường của Dung Trạm, bọn hắn xích nữa còn cho rằng Dung Trạm thẳng lại rồi cơ đó. Người đầu tiên phát hiện Dung Trạm không đúng là gian hàng, hắn ngay lập tức xông tới kéo y ra. Dung Trạm nửa say nửa tỉnh, mơ hồ mà dán lên người của gian hàng, ý đồ muốn cọ mặt lên môi của đối phương. Dung Trạm chưa có đạt được mục đích, liền liều mạng dùng mặt cọ cọ ngực của gian hàng. Cố Thiếu An một phát kéo mặt của Dung Trạm lại, dùng lực hôn xuống. Không lâu sau, Dung Trạm liền từ bỏ phản kháng. Khi mọi người đều cho rằng những hành động thất thố của y đã ngừng lại, chuẩn bị xem một màn động tác nóng bỏng, thì Dung Trạm lại mạnh mẽ đẩy Cố Thiếu An ra, lớn tiếng nói, không đúng, mọi vị không đúng.
Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, gân xanh trên trán của Cố Tư An khó nhịn mà giật giật hai cái. Hắn nhìn Dung Trạm cười lạnh hỏi, em muốn mùi vị thế nào? Dù sao cũng là mùi vị không đúng. Dung Trạm nửa treo trên người của Cố Tư An, giọng điệu ngạo kiều cố chấp. Cố Tư An đen mặt, xốc eo của y lên, Dung Trạm ngược lại vắt ngang trên người của hắn, vừa đấm vừa đá vừa nện vào thắt lưng của hắn, vừa vùng vẫy giận dữ bắt hắn thả y xuống. Cố Tư An vỗ hai cái lên cái mông nộm nộm của y, liếc mắt ý nói Tôn Uy đi theo mình. Sau đó nhìn cũng không thèm nhìn một cái, liền xách người rời khỏi hộp đêm. Tôn Uy nhún nhún vai chào hỏi mọi người, sau đó đi theo Cố Tư An ra ngoài. Vệ Thanh cực kỳ hối hận. Sớm biết Dung Trạm sau khi uống rượu sẽ là bộ dáng này, có đánh chết cô cũng sẽ không để ý uống đâu. Nhưng mà Dung Trạm như thế này cũng quá dễ thương đó chứ. Mà Lương Thiệu và Giang Hàn lại là một bộ dáng vuốt càm xem kịch vui, còn đánh cược xem Dung Trạm mấy ngày mới có thể xuống giường được. Vệ Thanh bất lực thở dài. Cố Tư An rất không thương tiếc mà nhét Dung Trạm vào ghế sau, sau đó nhanh chóng leo lên ngồi bên cạnh y. Dung Trạm ngồi ngoài thân thể, tay lần nữa mò lên người của Cố Tư An. Ngón tay không ngừng sờ soạn lên lồng ngực của hắn, sờ đến mức khiến cho hơi thở của hắn càng ngày càng trầm trọng. Mà Dung Trạm vẫn không biết đủ, đem môi tiến lại gần khóe miệng của hắn, ý đồ muốn hôn hắn. Cố Tư An nắm chặt tay, kiềm chế mình không được xúc động đem y ăn sạch sẽ, một tay đẩy mặt của Dung Trạm ra xa. Khi Tôn Uy mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nhìn thấy một màn kỳ lạ này. Trước giờ Cố Thiếu vẫn luôn mong ngóng có một ngày Dung Trạm chủ động xà vào trong lòng của mình. Bây giờ người ta đã xà rồi, vậy mà hắn còn đẩy người ta ra. Cũng lạ lùng như chuyện chó không ăn xương người khác chủ động cho vậy. Phi phi phi, so sánh cái kiểu gì thế này? Cậu uống rượu? Cố Thế An cao mày hỏi. Vâng, Tôn Uy thành thực trả lời. Gọi giúp tôi hai chiếc taxi, hắn phân phó. Thấy Tôn Uy đã đi xa, hắn cúi đầu không do dự mà hôn xuống đôi môi đang chủ động dán tới của Dung Trạm. Vô cùng khát vọng mà ngậm lấy cắn mút, đầu lưỡi mang theo trừng phạt luồn vào trong khoang miệng của y, điên cuồng khuấy đảo. Tay hắn đỡ sau đầu của y, dần dần làm sâu sắc thêm nụ hôn này, hôn đến mức Dung Trạm mềm nhũn. Khi hắn cúi đầu nhìn y, Dung Trạm đã ghé vào lồng ngực của hắn, hô hô ngủ mất. Hắn dở khóc dở cười giúp y chỉnh lại tư thế cho thoải mái một chút. Thì ra tổ lượng của Dung Trạm kém như vậy, mỗi uống có một cốc bia đã làm sai thành cái dạng này. Khó trách lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ, y lại nhiệt tình phối hợp đến như vậy. Thì ra bởi vì lúc đó y đang sai bí tỉ, chứ không phải khát vọng thân thể của đối phương như hắn. Sau một màn hôm nay, Cố Thế An lại càng cạn lời, nhưng dù kết quả ra làm sao thì y cũng đã là người của hắn rồi. Xe đã đến cửa khu nhà, Dung Trạm vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi trả tiền xe, Cố Thế An liền bế y xuống. Chỉ một động tác đơn giản như vậy đã đánh thức Dung Trạm dậy. Y lại bắt đầu dãy dùa cọ tới cọ lui, cọ từ mặt hắn tới lồng ngực.